Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay tôi lại đang bán cho quý anh chị các bạn một cái mẫu xe Toyota Camry 2.5Q ở phiên bản sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Camry thì có rất nhiều cái phiên bản trên thị trường Việt Nam, bao gồm có sản xuất Mỹ rồi sản xuất trong nước, nhưng mà từ năm 2019 đến nay thì Toyota Camry được Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam các bạn ạ. Màu trắng sữa, rất đẹp các bạn nhé. Đây, cốp sau điều chỉnh điện này, có hệ thống cái hệ thống cảnh báo các phương tiện cắt ngang các bạn nhé. Cốp sau thì cũng được trang bị mở điện này, rất đẹp. Đây, như mới luôn các bạn nhé. Đây, lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhìn này, lốp sơ cua này chưa hạ này. Đây, như mới, thiết kế này rất là giống so với xe Mỹ các bạn nhé. Đây, tôi đã đóng cốp bằng điện này. Đây này là có một cái khóa cốp sau này. Đây, ấn này. Làm gì đó. Đây. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì chắc chắn các bạn phải quan tâm nhiều yếu tố, xe bị tai nạn hay không, mình cầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho các bạn hay không nhá. Thì đấy, thì đó là vô cùng quan trọng. Đây các bạn nhìn này, xe có keo chỉ này, nguyên như mới các bạn nhá, nguyên như mới. Lốp này, lốp thì nguyên bản hết các bạn nhá. Đấy, lốp xe này, lốp là nguyên bản hết. Đây các bạn nhìn này, ghế chất liệu visa màu đen các bạn nhé, chất liệu visa màu đen, lốp nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, chất liệu visa màu đen. Toyota Camry, đây nhập khẩu nguyên chiếc hết các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc này. Rất đẹp các bạn nhé. Đây, ghế chỉnh điện này, nhớ các vị trí ghế nhá, vị trí số 1, số 2 này. Xe này thì trang bị khá nhiều những tính năng công nghệ, ví dụ như hắt kính này, cruise control này, đầy đủ hết các bạn nhá. Gạt mưa tự động, đây hệ thống đèn pha tự động, gạt mưa tự động, lấy biển số trên vô lăng, màn hình cũng rất là đẹp, engine startup này, phanh tay điện tử này các bạn nhìn này. Đấy, phanh tay điện tử, chế độ auto hold, đầy đủ hết rồi. Hộp số tự động 6 cấp, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập các bạn nhé. 3 vùng độc lập, có cả điều chỉnh cái hàng ghế phía đằng sau các bạn nhé. Đây, đặc biệt hơn nữa thì xe được trang bị cái cửa sổ trời này. Các bạn nhìn này. Đấy, rất hiếm hoi đối với những dòng xe Toyota Camry ở Việt Nam trang bị cửa sổ trời. Nhưng cái dòng xe này trang bị cửa sổ trời rồi. Đây, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo. Cái hệ thống an toàn được trang bị tiêu chuẩn là ASEAN 5 sao các bạn nhé. ASEAN 5 sao, đảm bảo là 7 túi khí này. Rồi hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, rồi tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy. Đây, cái hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ hai này nó thiết kế dành cho các ông chủ này. Đây các bạn nhìn này, đây này, cái này là cảm biến, bằng cảm biến hết các bạn nhé. Đây cảm biến này, các bạn nhìn này. Đấy, bằng cảm biến này, điều chỉnh cái độ ngả ghế này, rồi điều chỉnh hệ thống điều hòa đầy đủ hết các bạn nhé. Xe này chúng tôi đang chào bán là 1.235.000.000, giá thì có thể thương lượng được. Anh chị em nào quan tâm thì có điện số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.